Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay công việc của mình đó là mình sẽ sửa mấy cái, không phải sửa là mình phục hồi mấy cái cốc sạc này nha mọi người. Chứ cái đế sạc này mình mua dây chai được nha. Thì mình quay lại cho anh em xem thử coi mình mua mình có xài được không. Đầu tiên đó là mình mua được một cái adapter nè, 24V 2A nè. Mình kiểm tra thử coi nó đúng là 24V 2A không. À, kiếm điện vô, hết mô hoặc hết hồn. Hai mươi lăm vôn luôn mọi người, 25V 3. Cái này là cục sạc của con gì á, nó có cái đèn nè. Mình thì không có xài cái này ha. Thì cái này mình sẽ bán lại cho anh em nào mà cần xài cái này ha, với giá 30k nha. Mình sẽ để cái link Shopee bên dưới nha mọi người. Mình bán trên Shopee nha. Anh em vô tìm kênh của mình mua cái này lại 30k nha. Nó mình test nó còn đó mà vệ sinh sạch sẽ lại nha. Cái công cụ thứ hai đó là đây nè. Đây là cái 25V 1A. Nó kêu cộng dây nè. Bây giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ hàn lại ha. Hàn dây lại. Hàn cộng dây này lại nè. Chuẩn bị sẵn cộng dây à. Thì sẵn đây thì mình chia sẻ với anh em cách làm luôn. Nếu như anh em gặp trường hợp này thì anh em làm giống mình. Làm cộng dây nào ta? Vậy đó đi. Anh em lấy một cộng dây. Trước tiên mình kiểm tra cái cộng dây này còn xài được không nha mọi người. Ta lấy đồng hồ đo cái thang đo đó là thông mạch. Chập hai cái que này lại là que tít tít đó. Bắt đầu mình sẽ đó là chập với một cái này nè. Rồi mình sẽ chập với một chân. Đó, kêu. Rồi kêu luôn. Như vậy là được rồi ha mọi người. Đó là bây giờ mình thay vô đây. Ha. Cái này nó bị móp một chút nè mọi người. Cái này có lẽ một khi mua dây chai đó người ta đập ra đó. Nhưng mà người ta đập chưa kịp đập nó là mình lấy rồi nè. Tháo nó ra. Xong rồi mình dán keo lại. Anh em nào có xài thì liên hệ mình nha. Không biết xài được không nữa nè. Này dán keo cứng quá ta. Bởi vì ta đập không bể rồi phải rồi quên. Đó, bên trong nó ra mọi người. Cứng quá cứng luôn. Đây cái hộp của nó nè. Hên tháo chưa gãy chân. Đây cái mạch của nó bên trong nè mọi người có thể qua tham khảo cái mạch ha. Mạch này thì cũng đơn giản thôi. Đó, hai cái chân này nè, hàng vô.
Ok. Mình hàng vô rồi nè mọi người. Và mình thắt một cái đầu gì nè. Đặng mình để vô đây cho nó đừng có bị chạy ra chạy vô ha. Này thì để vô đây thì được. Nhưng mà này thì phải để cái gì? Đó, cứ ngắt luôn rồi đó. Quá im. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện vô mình test thử nha mọi người. Coi nó có đủ số volt ra không ha. Này 25V. 1A. 25V đúng mọi người ơi. Đây, 25V. Đó, 25V, hay phải là 25,2V. Đó. Bán cái này với giá 20k nha mọi người. Bán dây chai lại thôi. Tiếp theo là cái adapter này mọi người, 12V 3A nha. Adapter này xài cái cổng đó là 3 cái luôn, nhưng mà nó có bể chỗ này nha. Mình lấy băng keo mình dán lại là ok, không có gì hết á. Còn là thằng tem bảo hành luôn nè. Dây ba, dây nguồn 3 chấu nè. Công dây nguồn này thì rất là thông dụng nhiều nơi nha. Bây giờ mình sẽ đó là nối ra một cọng dây khác chỗ này ha. Mình vẫn tháo ra nha mọi người. Tháo ra giống nãy nha. Mình nói ra một cái đầu ra. Đầu ra nó như thế này nè. Đầu gì đầu ra nó đầu này nè. Mình sẽ kiếm cái đầu ra của nó rồi mình sẽ nối dây ra ha. Đây nè, có cọng dây này nè mọi người. Đó. Cọng dây này thì cái dây mà nó có dấu trừ là âm, còn dây còn lại là dương nha. Dây này dài nha, dây này rất là dài. Đó. Dài cỡ khoảng 1,5m á. Mình sẽ hàng vô nha mọi người. Mình sẽ tiến hành test hàng pin vô. Dây này nó cũng bên trong cái lỗi nó cũng to nè, cũng tốt á. Dây này bằng đồng mọi người, rất là im nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra mình hàn dây vô nha. Mình đã tháo bên trong nó ra mọi người. Cái mặt bên trong của nó là quá ư là tuyệt vời luôn rồi. Đó. Quá ư là dữ luôn. Linh kiện rất là nhiều luôn ha, 12V 3A nha. Mình tháo bên trong cho mọi người xem luôn á. Đầu vô của nó nè. Đầu ga nó đây, giờ mình sẽ hàn đầu ga của nó ha. Đầu ga của nó thì cộng dây âm của nó là chính là cái nào có dấu trừ nè, cái cộng dây trên dây nó có phần trừ. Còn có phần chữ là dương nha mọi người. Anh em nào mà xài nhà cái này nhiều anh em sẽ biết. Mình đã hàn vô rồi mọi người. Hàng vô dây này rất là dài ha, xài ok thoải mái luôn. Mình sẽ gắn vô nha mọi người. Gắn vô xong là mình tiếp tục mình mình mới test được nha. Cái này gắn dùng sao ta?
Đó, mình làm thực tế cho mọi người xem luôn ha. Adapter. Rồi, dây này thì nó cứng rồi đó. Vậy là ok. Bây giờ mình sẽ đem điện vô thử nha mọi người. Test luôn. Coi nó có được bao nhiêu volt ha. Rồi mình sẽ dán keo chỗ này lại thôi. Rồi. Cái này là 12V 3A nha mọi người. Bộ nguồn này, bộ nguồn nói chung là cũng ok nha. Nhìn cũng đẹp. 12V nè mọi người, ra 12V nè. Đó, 12,2V. 12V 3A này ha. Không có cộng dây thì 40.000 nha, thêm cộng dây 50.000 nha mọi người. 3A là. Đã qua sử dụng rồi ha, nhưng mà còn xài ok lắm nha. Cái này dây chai người ta đập bỏ nè, mà đập chưa kịp chứ mình nữa. Cái này là gì ta? DC 5V. 4,2V, cái này là để dành sạc pin nha, sạc trực tiếp luôn à. Cái này là sạc trực tiếp cho pin luôn, 4,2V. Ồ, đèn sáng luôn. 4,2 mà ra có 3,8V vậy. Vậy là sạc cái gì? 3,2V nè. Không đủ dung lượng đâu. Bỏ qua một bên đi. Cái cuối cùng là cái này nha mọi người. Cuối cùng là cái này là cái bộ sạc pin nha. Cái bộ sạc pin nè. Sẽ tháo ra mình sửa nó nha mọi người. Này nó có cái ta bị ta chặt dây rồi. Tháo ra vệ sinh nó lại nha mọi người. Cái này thì nó sạc pin 2A 3A và 9V, không có sạc 18650. Pin niken. Thì ở đây mình có một khối pin niken nè. Mình mua dây chai được. Mình test thử được thì mình sạc pin đó mình xài những thiết bị này tháo ra được gì ta? Bị sét ăn à. Được nha, hên nha. Không được là mới rối á. Tháo mà không được này là rối lắm á. Ok. Được ba cái được hết nè. Này sao cứng dữ vậy? Còn chỗ nào pin nữa không? Đó. Cái mặt bên trong của nó nè. Vệ sinh lại cái mọi người. Đây là cái mặt bên trong đó nè. Thường là ta đổ xăng thơm á, ta vệ sinh đó. Mặt này nhìn cũng xịn sò lắm nha mọi người. Nó bị ẩm mốc hết trơn à. Đổ xăng thơm mình vệ sinh đó nha. Mình đã hàn cọng dây vô rồi nha mọi người. Hàn thì nó cũng không được. Nhưng mà có cái là mình test rồi nó không có lên. Cũng như không à. Test rồi nó không lên là coi như là nó đã toan rồi đó. Mặc dù hàn vô rồi được rồi đó. Nhưng mà test thì sạc pin không có được. Hàng vô rồi nè. Kim điện vô nè. Đèn không sáng nè. Đo nó cũng không có luôn nữa. Rồi cài đếp của mày chung chung xin đến đây cũng xin tạm dừng nha mọi người.